Cũng giống như thường lệ thì chúng ta khởi đầu với những bản tin của Ukraine. Đầu tiên nhất, ngày hôm nay Putin đã lên tiếng. Sau khi cái chuyến đi của ông ta ở tại Azerbaijan, thì ông ta được bị người ta phỏng vấn. Thì người ta hỏi là cái vấn đề đàm phán hòa bình vào tháng 11 nó có hay không? Khi lúc đó chúng ta đã nghe là có một cái cuộc đàm phán sẽ diễn biến ra giữa Nga và Ukraine, và có Trung Quốc là người sẽ làm gánh vác một cái vai trò. Putin nó tạm thời bây giờ không có đàm phán gì hết. Sau khi Ukraine đã bước vào trên lãnh thổ của Nga, và cái hành động của Ukraine Putin cho là hành động khủng bố, nên là ông ta sẽ không đàm phán với khủng bố. Nên tạm thời là tình hiện bây giờ là giữa cuộc đàm phán vào tháng 11 có thể bị hủy bỏ. Tạm thời bây giờ nghe các quý vị, thay đổi có thể trong những vào tháng 10, tháng 9 có thể đổi, nhưng tạm thời bây giờ thì sẽ không có cuộc đàm phán vào tháng 11 sắp tới đây. Đây cũng là một cái điều khá là đáng buồn cho cả thế giới đang lo lắng. Vì ai cũng muốn cuộc chiến tranh này chấm dứt sớm. Không ai muốn cuộc chiến tranh này nó kéo dài hết. Nhưng mà bây giờ thì cái quan điểm của Putin ở tại Azerbaijan là ông ta không muốn đàm phán. Đây là báo tin đầu tiên để chúng ta thấy rõ được là Putin hiện bây giờ là bị quê đạn. Bởi sao? Bởi sao quê đạn? Bây giờ nếu mà Putin đàm phán bây giờ thì người ta sẽ nói là Putin bại trận, Putin đàm phán. Putin không chấp nhận. Putin không chấp nhận cái sự bại trận nhục nhã. Nên là Putin chờ cơ hội là mình chiếm ưu thế trở lại để đàm phán. Để cho mình đàm phán trên cái vấn đề vinh quang chiến thắng, chứ không phải là đàm phán trong vấn đề bại trận được. Nên bây giờ không chịu đàm phán. Không chịu đàm phán. Nhất trí là không đàm phán với khủng bố. À, các quý vị à, ông nói là ông không đàm phán với khủng bố. Tại vì ông bại trận, lúc mà ông thắng trận cách đây vài ngày trước, trước khi mà ngày 6 tây tháng 8, ông còn kêu đàm phán mà. Lúc đó ông thắng trận, bây giờ ông bại trận, ông không muốn. Không muốn. Ngoài ra thì sắp tới đây thì Ukraine sẽ đoán mời, hiện bây giờ ngày hôm nay Ukraine công bố là họ đang chờ đợi cái chuyến thăm của ông thủ tướng Ấn Độ, đó là ông Modi. Có thể đây là một cái chuyến thăm lịch sử, cũng là lần đầu tiên mà chính phủ Ấn Độ ghé thăm Ukraine. Thì cô chú anh chị em cũng biết được là trong một cái đất nước Ấn Độ á, là một cái quốc gia nó cũng khá là phức tạp về vấn đề ngoại giao, đặc biệt là cái chiêu trò là bắt cá nhiều tay đó. Vừa bắt tay với Nga, vừa bắt tay với Mỹ, vừa bắt tay với châu Âu. Và cái vấn đề này nó cũng làm cho người ta rất là lo lắng trong cái lập trường chính trị của Ấn Độ là trong những quốc gia lớn. Và hiện bây giờ thì Ấn Độ sẽ ghé thăm Kiev. Cụ thể mình nghĩ là bữa nay hay ngày mai vừa ghé đó. Vì sáng ngày hôm nay thì chính phủ của Ukraine họ nói họ đang chờ đợi đoán thủ tướng của Ấn Độ ghé thăm. Thì mình không rõ như thế nào, nhưng mà sự viếng thăm của thủ tướng Ấn Độ nó cũng sẽ tạo ra thêm một cái hào hứng và để thấy rõ được là cái sự bận tâm của nhiều quốc gia lớn đến Ukraine như thế nào. Đây là bản tin nhỏ mà thôi. Và bây giờ chúng ta quay trở lại cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là Belarus kéo quân áp sát biên giới của Ukraine với quy mô lớn, cả luôn vũ khí hạt nhân. Để làm gì? Mà lúc nãy cuối chương trình chúng ta tâm sự. Thì bây giờ để làm gì thì chúng ta không rõ. Có thể là bởi vì cái số mệnh giữa ông Tổng thống Lukashenko với Putin là cùng một số mệnh. Putin còn thì ổng còn, Putin mất thì ổng mất. Nên là cái điều này nó cũng có thể nói là bởi vì ông ta đã không còn đường lựa chọn. Và ông ta bắt buộc phải đi vào cuộc chiến. Cũng có thể. Tất nhiên là cái này không ai khẳng định được. Có thể là ông ta chỉ có đe dọa Ukraine để giúp đỡ Nga. Để cho giúp đỡ Nga là bởi vì lực lượng Ukraine bắt buộc phải phòng thủ ở khu vực biên giới ở miền Bắc. Thì nó sẽ giảm bớt đi số lượng binh sĩ để có thể tấn công ở khu vực kết. Cho Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân để hỗ trợ chương trình. Ông ta làm dữ dội như vậy có thể là chỉ có mục đích là đe dọa và để cho binh sĩ của Ukraine phải chi phối. Không có thể gom quân để mà tấn công ở những khu vực khác mà bắt buộc phải giam chân khoảng tầm 20.000 binh sĩ. Mục đích của ông ta hiện bây giờ mình chưa rõ, vì mình không phải là con sâu nằm trong bụng của ông Tổng thống Lukashenko. Không ai biết điều đó cả. Nhưng mà các vị biết là ngày hôm nay
NATO đã điều động thêm 20.000 binh sĩ áp sát biên giới Belarus. Ngoài lực lượng của Ba Lan, là bởi vì Ba Lan là cái quốc gia láng giềng, nên là Ba Lan có một số lượng binh sĩ rất là đông ở cặp biên giới, thì lực lượng NATO 20.000 binh sĩ đã áp sát biên giới Belarus và gửi tối hậu thư răn đe Belarus: nếu anh vượt qua cái làng biên giới của Ukraine thì các anh sẽ hứng chịu sự hậu quả của chúng tôi ngay lập tức. Đây là cái tối hậu thư sau khi cái sự giúp đỡ, Tổng thống Zelensky đã kêu sự giúp đỡ đến từ Liên minh NATO sau khi cái tình trạng biên giới ở miền Bắc mà Tổng thống Zelensky đánh giá có phần nguy hiểm. Tổng thống Zelensky đã điện thoại trực tiếp đến ông John Stoltenberg và kêu gọi Liên minh NATO có hành động cụ thể để ngăn chặn sự việc này. Thì hiện bây giờ NATO trong ngày lập tức đã có hành động cụ thể. Ngoài cái đó, ngày hôm nay thì Đức đã ký một cái hợp đồng quân sự với Litva và sẽ xây một căn cứ quân sự của Đức cách biên giới Belarus khoảng tầm 12 cây số, 12 cây số thôi. Lần đầu tiên Litva đã cho phép Đức mở một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Litva, với trong một cái bối cảnh chính trị khá là phức tạp, đặc biệt là trong một cái bối cảnh là trong tương lai Belarus có thể tham chiến hay không, không rõ. Tình trạng cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ diễn biến như thế nào, và những quốc gia liên minh NATO sẽ bị tác hại ra sao. Nên là Litva đã cho phép ký hợp đồng quân sự với Đức. Hiện bây giờ đang xây khẩn cấp cái căn cứ quân sự cho khoảng tầm 4.000 binh sĩ của Đức. Mức sẽ điều động thiết bị khí tài quân sự của mình, hàng nặng của mình, trong đó nó gồm tất cả những vũ khí hàng nặng, hệ thống phòng không, xe tăng Leopard, đủ thứ vũ khí cả, và sẽ đóng đô ở tại biên giới của Litva, cách Nga khoảng tầm 150 cây số, nhưng cách Belarus, mục đích là gần Belarus, gần Kaliningrad, chỉ có 12 cây số mà thôi, 12 cây số mà thôi. Vậy có nghĩa là gì? Vậy có nghĩa là Belarus đang bị bao vây. Hành động của Belarus bây giờ là nhúc nhích một chút xíu thôi là bị ăn đập liền. Hiện bây giờ mà hành động của Belarus chỉ cần bị nhúc nhích một chút xíu thôi, chúng tôi đang nhìn anh đó, đó, người Tây Phương mà họ làm gì hành động như này các vị. Có nghĩa là hành động của anh là bị trong cái nằm kiểm soát của chúng tôi, nằm kiểm soát của chúng tôi. Hiện bây giờ anh mà nhúc nhích là chết, chết. Nghe đừng mà đặt vào kéo mấy trăm ngàn binh sĩ kế bên biên giới của Ukraine. Nghe. Thì anh đừng có tưởng các anh sẽ chết. Đây là cái sự đe dọa trực tiếp của NATO ngày hôm nay. Lần đầu tiên Nguyên thấy NATO đã có một cái hành động rất là cụ thể, lẹ, mãnh liệt. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có đưa ra cái sự phán đoán mãnh liệt để đe dọa Belarus không có những hành vi quá lố ở khu vực biên giới miền Bắc của Ukraine. Thì có đánh hay không thì mình không biết. Trong Nguyên nói á, chiến tranh mà chẳng ai biết được, mấy cái ông nhà lãnh tụ này cũng không nghe đón được. Thì mình cứ, người ta cứ đang bảo vệ, người ta đang lo lắng. Người ta đang lo lắng, cô chú và anh chị em. Đây là tình trạng khu vực gần Belarus trong ngày hôm nay được nhiều người chú ý. Ngày hôm nay có một bản tin này khá hay, được loan tả ra được rất là nhiều. Nguyên thấy là bên Việt Nam cũng đưa, và đài nào cũng nhiều cũng đưa. Đó là bài phát biểu của phía bên Tiệp Khắc. Jack cho rằng là, Jack công bố rằng là Jack sẽ ủng hộ. Dù Ukraine chưa lấy được toàn vẹn lãnh thổ, Jack sẽ ủng hộ Ukraine sáp nhập vào Liên minh NATO. Trong yên ngừng đây, trước khi bản tin này, Nguyên thấy các quý vị comment: NATO không dám đụng Nga, nhưng NATO sẽ sẵn sàng đụng Belarus. Vì cái lý do là địa lý chính trị. Nó đơn giản là như vậy. Tự nguyên một cái bánh châu Âu không, ở chính giữa có ông độc tài chỗ đó, khó chịu lắm. Xung quanh toàn là đồng minh NATO không, tự anh chính giữa, ngay chân trung tâm châu Âu, chính giữa, mọc ra ông độc tài. Cũng giống như các quý vị, cái khuôn mặt nó đang đẹp đẽ, nó một cái mụn bự vậy nè, ngay chân cái lỗ mũi á, nó khó coi lắm, nó khó chịu lắm, nó mọc ở đâu cũng được, nhưng mà nó mọc ngay chân cái lỗ mũi, nó xấu như con gấu.
Nên là cái điều đó NATO không dám đụng Nga, nhưng mà đụng Belarus thì sẽ sẵn sàng, vì là địa lý chính trị nó phức tạp. Ông Belarus ông nằm chính giữa, ông nằm ở chính giữa xung quanh NATO, nên nó phiền ở chỗ đó. Nếu ông nằm ở ở mé bên bìa, mé bên bờ gần Nga thì không ai đụng ông hết á, không ai đụng ông hết. Và cái diện tích đất đai của ông nằm ở ngay chăn biên giới của NATO, xong đồng minh không đó. Nó là người ta khó chịu ổng, người ta mê ổng lắm rồi, nhưng mà không có cái lý do, một cái cớ nào để quýnh ổng hết. Vì đánh chiến tranh nó phải có được lòng dân và được hợp lệ theo cái luật lệ của quốc tế. Người ta chờ cái cơ hội ổng sai phạm để mà có thể trực tiếp xóa sổ cái mụn trên cái lỗ mũi này cho nó xong. Các quý vị. Và bây giờ thì Trung Yên nói cái bài phát biểu của phía bên Tiệp Khắc. Tiệp Khắc cho rằng là dù Ukraine không có lấy lại toàn vẹn lãnh thổ đi nữa thì Tiệp Khắc vẫn ủng hộ Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Tất nhiên là một mình Tiệp Khắc, Ukraine không thể nào sáp nhập được. Một mình Tiệp Khắc thì Ukraine không thể nào sáp nhập được. Cái điều đó thì chúng ta phải hiểu rằng là phải 32 thành viên của NATO đồng ý. Chỉ có một thành viên phản bác cũng không được. Nhưng mà cái sự công bố của Tiệp Khắc đó, nó nói lên một cái vấn đề khác. Nó nói lên một cái vấn đề khác. Nó nói lên rằng là hiện bây giờ có một cái xu hướng là muốn chấm dứt cuộc chiến tranh này với cái sự trao đổi, là Ukraine nhường lại một phần lãnh thổ cho Nga, đổi lấy lại Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Cái này mới là cái trọng tâm. Vì hiện bây giờ các quý vị cũng biết đó, là muốn bảo vệ Ukraine trong cái con đường dài đó, không có cách nào khác, đó là sáp nhập vào liên minh trong cái tổ chức lớn hết. Và hiện bây giờ cuộc chiến tranh nó đang tiếp diễn, thì chừng nào cuộc chiến tranh chấm dứt và chừng nào Ukraine có thể sáp nhập được không ai rõ. Nên Tiệp Khắc mới nói rằng là cái vấn đề mà lấy lại toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine á, nó không phải là cái vấn đề cần thiết. Cái sự cần thiết là bảo vệ được đất lãnh thổ của Ukraine và người dân Ukraine. Đó. Nên là họ mới nói rằng là dù Ukraine không lấy được toàn vẹn lãnh thổ nhưng vẫn có thể sáp nhập được NATO. Và có nghĩa là họ nói gì? Thôi chúng ta thỏa thuận với Nga. Đất đai của Nga lấy bao nhiêu đó cho ông Nga, ngược lại Nga phải chấp thuận Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Đó. Thì đây là cái quan điểm này nó đã từng có từ lâu rồi chứ không phải là mới đâu. Nó đã có rất là từ lâu trong cái quan điểm đó. Ông Pháp, Tổng thống Pháp của Nguyên cũng có cái quan điểm đó. Đặc biệt là Tổng thống Pháp đã từng nói mà nếu Ukraine thất thủ đến cái khu vực dùng sông Dnipro thì Pháp sẽ gửi binh sĩ. Tại sao không gửi sớm mà phải đợi Ukraine thất thủ? Bởi vì địa lý của Ukraine nó có một cái vùng biên giới tự nhiên, đó là cưng cái con sông từ Bắc xuống Nam. Từ Bắc xuống Nam. Nó có một cái con sông tự nhiên, nó tạo ra cái làn biên giới tự nhiên. Thì đã có những cái ý định đó. Ý định là muốn xúi dục Ukraine nhường đất đai cho Nga, đổi lấy được sáp nhập vào liên minh NATO. Đã có những cái suy nghĩ này từ lâu. Nhưng cái suy nghĩ này đã bị bác bỏ. Bị Ukraine bác bỏ. Bị chính phủ Ukraine bắt bỏ vì Ukraine không đồng ý điều đó. Rồi bị Nga bắt bỏ vì Nga không thể nhận được Ukraine sáp nhập vào liên minh NATO. Nên là cái đề nghị của NATO đã từng có chứ không phải là không có. Trung Nguyên khẳng định cái điều đó qua nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có đất nước Pháp nữa. Nhưng mà người ta không công khai ra cụ thể, nhưng trong nội bộ đã từng đàm phán cái điều đó. Chỉ có điều là Nga không đồng ý và cả Ukraine không đồng ý, nên cái quan điểm mà nhường đất để sáp nhập vào liên minh NATO đã thất bại. Đã thất bại của chú và anh chị em. Vì người ta nói bây giờ sẵn tiện là có cái biên giới tự nhiên rồi. Cái con sông Dnipro nó từ tuốt ở miền Bắc nó chạy xuống miền Nam luôn. Và cái diện tích đất đai nó khá lớn. Nó đã tạo ra cái biên giới thiên nhiên sẵn có rồi. Nhưng mà Ukraine thì tất nhiên là họ không đồng ý cái điều đó. Không đồng ý cái điều đó. Đây là bản tin liên quan đến vấn đề phát biểu của phía bên Tiệp Khắc mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Đây là những bản tin liên quan đến Ukraine. Chắc là các quý vị đã nhận hết tất cả những bản tin hot của Ukraine trong 24 tiếng đồng hồ. Cả luôn những bản tin gần nhất, mới nhất. Nguyên nghĩ là Nguyên đã không bỏ lỡ bất cứ bản tin nào. Và bây giờ, Trung Nguyên mạng phép chia sẻ bản tin của Hoa Kỳ trong cái bối cảnh bầu cử của Mỹ đang vô cùng hấp dẫn. Các quý vị cũng biết đó, bầu cử của Mỹ, Nguyên nói là hiện bây giờ cả thế giới đang theo dõi bầu cử của Mỹ. Sự ảnh hưởng chính trị nội bộ của Mỹ nó sẽ dẫn đến sự ảnh hưởng an ninh trật tự cả toàn cầu.
nước Mỹ xảy ra biến cố thì cả thế giới cũng loạn. Nước Mỹ ổn định thì tùy theo ai làm tổng thống, cái đường lối chính trị nó có sự thay đổi. Đặc biệt là gần đây đó, bữa nay á, bài phát biểu của bác Trump đó đã làm cho rất là nhiều người chia sẻ một cách rất là dữ dội. Bác Trump nói là đảng Dân Chủ đảo chánh. Các quý vị sẽ nghe không lầm đâu. Bác Trump khi là đảng Dân Chủ đảo chánh. Các vị nói đất nước an bình mà, có nghe gì đâu mà đảo chánh. Kêu là đảo chánh trong nội bộ của đảng Dân Chủ. Đảo chánh Bắc Rô. Đảo chánh Bắc Rô đưa bà Phó Tổng thống Kamala Harris lên. Rõ ràng là đảo chánh Bắc Rô. Bắc Rô bị đảo chánh. Bắc Rô bị lực lượng trong nội bộ đảo chánh Bắc Rô. Đấy nha. Thì cái câu nói này á, là vừa nói khiêu khích, vừa nói chọc, mà cũng vừa nói thật. Vừa nói thật. Thứ nhất là bác Joe bác không muốn từ chức. Bác Joe bác đâu có muốn từ chức đâu. Bác bị ép buộc. Bởi vì trong cái đảng Dân Chủ nó có bà chị Hai Giang Hồ, là cái người có máu mặt nhất trong đảng Dân Chủ. Đó là chị Hai Nancy. Mà chị Hai Nancy mà không ủng hộ rồi đó thì không ai dám ủng hộ hết. Thực tế thì bác Joe bác vẫn cho rằng là mình là người đủ sức, đủ minh mẫn, đủ sức khỏe và đủ tài năng để chiến thắng với bác Trump. Bác Joe trong đầu bác vẫn tin là điều đó. Tuy rằng trong đầu thôi, nhưng mà bác vẫn tin là cái điều đó. Bác vẫn tin là đinh giống như cột. Mà bác từng đã nói một cái câu mà Nguyên nhớ hoài. Nếu không phải tôi thì chúng ta sẽ bại. Chỉ có tôi mới thắng được Trump trong quá khứ và trong tương lai. Nha. Bác Joe nhà ta có cái thuốc uống tự tin nó rất là mãnh liệt. Bác Joe nhà ta tự tin dữ lắm. Nguyên không biết nước Mỹ có sản xuất thuốc tự tin hay không, nhưng bác Joe bác tự tin lắm. Nhưng mà bác bị ép buộc. Vì nếu mà bác ra tranh cử mà đảng phái không ủng hộ thì bác không thể thắng được. Bác bị sự ép buộc. Mà không ai xa lạ bác thừa nhận luôn. Bác Joe bác nói là do bà Nancy đó. Bà là chị hai của tôi. Bà không ủng hộ tôi đâu có làm tổng thống được. Nè, bây giờ bà Nancy bà không ủng hộ tôi phải rút lui thôi. Lỗi là lỗi chị hai Nancy Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ. Thì đúng rồi, thì cái cách cựu tổng thống Donald Trump nói là bác Joe đã bị lật đổ, đúng. Lật đổ trong nội bộ đảng phái của mình. Rồi bác Joe đã không còn đường lựa chọn nào khác ngoài sự rút lui, rồi phải nhường lại cái vị trí đó cho bà phó tổng thống. Rồi bác Joe cũng bắt buộc phải yểm trợ bả, nếu mà không yểm trợ bả thì nhiều sự phiền phức do với đảng phái của mình. Khổ lắm. Các quý vị, trong phim kiếm hiệp nó có câu là dân bất du kỷ. Nó bị ở trong cái thế kẹt rồi. Nó không thể nào đường nào mà được lui cho bác Joe được. Nên là bác Trump nó kêu là bác Joe bị đảo chánh. Nghe cũng hợp lý chứ không? Chứ đâu phải không hợp lý đâu. Nghe cũng hợp lý đó. Thì cái bài phát biểu này nó đã dẫn đến một cái cơ hội cho bà phó tổng thống chỉ trích. Bà phó tổng thống nói, trời ơi, ông Trump là thằng hèn. Ông sợ tôi chứ gì? Ông nói như vậy là ông muốn đánh với bác Joe bởi vì ông Joe ổng yếu. Ông đánh với cái ông lớn tuổi bây giờ, ông đánh với tôi, ông đụng với tôi, ông ngán đúng không? Ông mới nói như vậy, ông cáo buộc là tôi đảo chánh vì ông ngán tôi chứ gì? Ông sợ tôi chứ gì? Ông sợ tôi phải không? Đó. Thì đây là một cái cơ hội để cho bà phó tổng thống bà phản pháo lại. Thì chắc quý vị cũng biết là trong cái bộ máy chính trị của Hoa Kỳ á, nó có một sự đả kích qua đả kích lại, đó là chuyện rất là bình thường. Những lời nói nhiều khi nó dùng những lời nói khá là khó nghe cho nhau nữa, khá là khó nghe cho nhau. Thì nói bây giờ là bác Trump bác sợ hãi, khi lúc đó là bác Joe không phải là đối thủ đó, mà hiện bây giờ chính là bà phó tổng thống, nên là bác Trump bây giờ bác sợ hãi, bác Joe hèn nhát đó. Thì đây là chúng ta thấy rõ được là hai bên đã có lời qua tiếng lợi trong cái vấn đề, trong cái giai đoạn tranh cử đang vô cùng sôi động. Nhưng mà cuộc đời nó ngộ lắm các quý vị. Nó xui thì nó xui đến tận cùng luôn. Nói bác Joe là tội nghiệp cho bác. Thực tế thì Nguyên nói là bác Joe là tội nghiệp cho bác.
Thứ nhất là khi bác Joe mà ứng cử cách đây 4 năm về trước đó, thì cũng đảng Dân Chủ đưa lên cho ai? Nha, đưa lên cho đã rồi bây giờ không đưa nữa. Rồi bây giờ thì bác Joe đã gặp cái trường hợp đó sắp sửa người ta truy tố liên quan đến con trai của mình. Các quý vị biết là thời ông ta làm phó tổng thống thì con trai của ông ta đã làm ăn với nhiều tập đoàn, trong đó có tập đoàn Ukraine nè, tập đoàn Nga nè, tập đoàn Trung Quốc nè, và lợi dụng danh tính của ba của mình. Rồi ông này cũng nhấp mở cho con trai mình làm cũng nhiều chuyện bậy. Nên là hiện bây giờ thì người ta bắt đầu điều tra Joe về những cái sai phạm lạm quyền để yểm trợ cho gia đình mình phát triển kinh tế. Trung Nguyên nói là cái xã hội nước ngoài, đặc biệt là xã hội Hoa Kỳ, nó không giống như xã hội của Việt Nam. Xã hội của Việt Nam đó thì nếu mình con là con của quan, thí dụ con của bác Tô Lâm đi, thì mình lợi dụng ba của mình là tổng bí thư đúng không? Thì mình lấy cái tên tuổi của ba mình làm ăn ai cũng để hết. Ai cũng để hết. Đó, làm ăn cái gì nó cũng suôn sẻ hết. Đó, thí dụ là gì? Nhưng ở nước ngoài cái đó là chết. Cái đó là lợi dụng quyền chức. Lợi dụng quyền chức. Không được các quý vị. Không được. Nên là cái vấn đề mà con trai của một vị phó tổng thống lợi dụng quyền chức của ba mình để có thể lợi dụng đó để mà thao túng quyền lực, để mà kinh doanh là sai pháp luật. Khi đặc biệt hơn nữa là thí dụ người ta nói bây giờ giới thiệu cho ba tôi, anh giới thiệu ba tôi gặp mặt để nói về vấn đề hợp đồng ban giao nước này nước kia, thí dụ là như vậy, tất cả cái đó đều là phạm pháp hết. Tất cả cái đó đều phạm pháp hết. Thế là vừa qua thì người ta cáo buộc là bác Joe đã có những sự sai phạm trong quá khứ. Nhưng mà đối với bác Joe bây giờ ông có nhớ đâu. Trời ơi, cái chuyện nó đã mấy năm về trước rồi. Bây giờ chuyện ngày hôm qua ông còn không nhớ nữa. Bây giờ nhắc cái thời ông còn làm phó tổng thống, mình không biết ông còn nhớ cái chuyện gì hay không. Nhưng mà bởi vì cái khổ là chỗ đó đó. Cái khổ là chỗ đó đó. Bây giờ là ông đâu có nhớ. Bây giờ người ta nhắc là cái chuyện cũ. Thì bây giờ thì người ta đang chuẩn bị khởi tố rồi về những sai phạm trong quá khứ. Cái khổ là như vậy, cô chú và anh chị em, nó xui vậy đó. Vừa bị mất chức, vừa không có thể cạnh tranh được. Bây giờ sắp sửa bị người ta khởi tố. Thì cho Nguyên nói là có dai không có trả. Cái vấn đề mà khởi tố cựu Tổng thống Trump với nhiều sự sai phạm, nó đã mở ra cái hộp Pandora. Nó mở ra một cái thành lệ. Và trong tương lai này, bất cứ tổng thống nào cũng có thể bị khởi tố và cũng có thể đi vào tù hết. Nên là đây là một cái điều là có dai nó có trả, trồng cái gì thì ăn quả đó. Thì Nguyên không biết tương lai của bác Joe nó như thế nào. Bác Joe có may mắn hay không thì Nguyên không rõ. Nhưng mà trong tương lai của bác Joe sau khi hết nhiệm kỳ của mình sẽ gặp rất là nhiều sự khó khăn đó. Bây giờ thì người ta chưa có đụng lắm. Nhưng mà Nguyên tin rằng là sau khi cái hết nhiệm kỳ của bác Joe thì bác Joe sẽ bị hơi nhức đầu đó cô chú và anh chị em à. Đây là bản tin liên quan đến Hoa Kỳ của ngày hôm nay, Nguyên chia sẻ cùng các quý vị. Và bây giờ còn nói về chút xíu về Mỹ trước khi Nguyên đến bản tin khác. Mỹ ai làm tổng thống chưa chắc nha. Chưa chắc. Cho Nguyên nói với các quý vị rằng là đảng Dân Chủ có một cái điều hay hơn đảng Cộng Hòa, đó là mưu lược, chiến lược hay tuyệt vời. Đảng Dân Chủ có cái điều đó mà Nguyên rất là nể họ. Họ có mưu lược và chiến lược, và lúc nào họ cũng biết cái những cái chiêu trò khúc cuối cùng mình, đặc biệt là những giây phút cuối, họ có những cái mưu lược rất là tuyệt vời. Nên là mấy bác đảng Cộng Hòa hãy nên thận trọng, hãy nên thận trọng, đừng quá ỷ y, đừng quá ỷ y. Đừng có quá y và đừng quá khi dễ bà phó tổng thống. Đừng nên đánh giá bà quá thấp. Vì sau lưng của bà đó là ba đệ nhất phu nhân. Hai đệ nhất phu nhân với bà chị hai đó. Sau lưng của bà là một phụ nữ. Thứ nhất là bà Clinton. Thứ hai là bà Obama. Và cả luôn bà Nancy. Sau lưng bà phó tổng thống có ba người phụ nữ quyền lực. Ba người phụ nữ quyền lực có tầm ảnh hưởng trong đảng phái rất là lớn. Nên đừng đánh giá quá thấp bà phó tổng thống nha. Nguyên chỉ nói như vậy thôi. Còn sự diễn biến sắp tới đây, nó có những diễn biến mới, Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị sau thêm.
Và bây giờ, Trung Yên chia sẻ cùng cô chú anh chị em tình trạng của Trung Đông qua lời phát biểu của ông Blinken, làm cho cả thế giới đang, đặc biệt là châu Âu và ở Trung Đông, đang e ngại. Theo bản tin của Blinken cho biết, thì Iran có thể có vũ khí hạt nhân từ đây tới cuối năm. Đây là một cái điều mà cực kỳ người ta lo lắng. Theo tình báo của Mỹ cho biết, thời gian gần đây thì Iran đã có đủ khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Người ta còn nói khoảng tầm 2 tuần nữa thôi, cũng đã có thể có rồi. Hiện bây giờ chừng nào Iran có không ai biết được. Và Iran có thể liệt kê trong những ngày kế tiếp là quốc gia có vũ khí hạt nhân. Và cũng có thể đây là cái lý do mà tại sao Iran đang chờ đợi. Vì Iran đang chờ đợi cái vũ khí để có thể đe dọa để kẻ đối thủ. Và lý do mà Iran ngậm đắng nuốt cay để cho mình có thể thực thi được cái vấn đề chế tạo vũ khí hạt nhân thành công. Hiện bây giờ đây là cái báo động của Hoa Kỳ. Nó đã dẫn đến dấy lên cái sự lo lắng tột đỉnh cho Do Thái và nhiều quốc gia khác. Chứ không riêng biệt về Do Thái. Trung Yên nói là lý do mà người ta me Iran là bởi vì người ta không muốn Iran có vũ khí hạt nhân. Nhưng thời gian vừa qua thì người ta đã thấy rõ được là Iran đã mua những cái chất liệu, chúng ta là uranium, những cái chất liệu để chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Và Iran đã có một cái tồn kho khá lớn. Đặc biệt là gần đây Iran đã có cái sự liên hệ trực tiếp với Trung Quốc, với Nga và với Bắc Hàn. Iran đã có thể học những cái công nghệ đến từ những quốc gia này. Và Iran có thể chế tạo thành công hay là đang chế tạo thành công, không rõ. Nhưng đây là cái báo động của Hoa Kỳ qua bài phát biểu của ông Antony Blinken ngày hôm nay. Ngay lập tức thì cái vấn đề này nó đã dấy lên một cái sự lo lắng. Blinken còn nêu lên là cái vấn đề ngừng bắn ở tại Gaza chúng tôi đang đi khá là tích cực. Và Do Thái đang ủng hộ cái điều này. Dấy lên một sự lo ngại bởi vì chắc là Do Thái đã nhận được thông tin Iran đã có vũ khí hạt nhân. Và sợ các quý vị biết là diện tích của Do Thái không lớn, mà bị một trái bom đạn hạt nhân thì hình như đã không còn tồn tại. Đó là có thể là bởi vì như vậy nên là Do Thái đã bắt đầu hạ nhiệt lại ở khu vực và Do Thái đã chấp thuận cái cuộc đàm phán. Có phải chăng là như vậy hay không thì không rõ. Nhưng hiện bây giờ theo bài phát biểu của ông Blinken ở tại Trung Đông, ông ta cho rằng là cái bước đi hòa bình ở tại Trung Đông nó đang đến cận kề. Và Do Thái đã đồng ý và nhiều thế lực khác cũng đang đóng góp một vai trò để đang thúc đẩy cái cuộc hòa bình sớm hơn. Đây là cái bước đi khá tốt trong vấn đề giảm bớt đi căng thẳng ở tại Trung Đông trong thời gian gần đây. Nhưng mà ở Trung Đông, Trung Nguyên nói nó là trái bom nổ chậm. Và Trung Nguyên nói là Nguyên rất là nể phục Iran trong hành động gần đây. Sự nhẫn nhịn của họ không dễ dàng. Chính phủ Iran có thể chịu nhẫn nhịn được tới bây giờ đó, Nguyên không ngờ được. Nguyên không ngờ được. Cái sự vì các vị biết là họ biết là người ta gài bẫy họ. Họ biết là người ta đưa họ vào trong một cái thế phải bắt buộc chiến tranh. Và họ vẫn nhẫn nhịn và những người như vậy mới đáng sợ các quý vị ạ. Những người mà tức giận nhất thời, nó không sợ bằng những người nhẫn nhịn và chờ đợi thời cơ. Và những người này mới đáng lo. Thì bây giờ Mỹ tung ra một bản tin là Iran có vũ khí hạt nhân. Wow! Vậy phải giải quyết như thế nào trong những ngày kế tiếp? Tình trạng của Trung Đông sẽ biến chuyển như thế nào? Rất là nguy hiểm. Trung Nguyên nói Iran mà đủ mạnh, họ sẽ không tha thứ cho Do Thái đâu. Họ đủ mạnh, họ cũng sẽ không tha thứ cho Hoa Kỳ. Cái điều đó thì Hoa Kỳ vẫn biết. Nên là Hoa Kỳ sẽ tìm những biện pháp cũng ngăn chặn họ để cho họ không lớn mạnh được. Nên cái điều đó là cái điều mà họ đang ở trong một cái giai đoạn, đó là tình trạng của Trung Đông. Nói với Nguyên đó là cái trái bơm nó đang nổ chậm. Chừng nào nó nổ lớn, không ai rõ. Nhưng nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Nó có thể nổ bất cứ lúc nào. Đây là một cái vấn đề khá là nghiêm trọng trong một cái bối cảnh đang sôi động ở khu vực Trung Đông. Mà chúng ta vẫn có nhiều bí mật. Nguyên nói ở Trung Đông nó có nhiều bí mật mà chúng ta vẫn chưa biết. Tới bây giờ cái chết của ông trùm Hamas bị ám sát ở tại thủ đô Iran vẫn là một bí mật. Chưa biết ông ta chết thực tế bằng cái gì. Bằng bom đạn, bằng máy bay không người lái, bằng quả tiễn tầm xa tấn công. Vẫn không ai có thể có một cái kết luận chính chắn hết. Tới bây giờ vẫn không có thể tìm hiểu được cái sự chính xác của nó. Và tại sao dễ dàng ám sát của ổng, khi đất nước Iran là một cái quốc gia cũng có một cái phòng thủ khá là vững chắc. Tại sao tình báo và gián điệp ở đâu mà trà trộn một cách tỉ mỉ như vậy? Tất cả hiện bây giờ vẫn chưa được câu trả lời. Đây là bản tin nho nhỏ đến Trung Đông. Tất nhiên là tình trạng của Trung Đông mà nếu có xấu hơn
tình trạng của Trung Đông mà nó có những cái biến cố mới hơn, thì Nguyên sẽ cập nhật cho các quý vị sau. Yeah. Đặc biệt là nếu mà Trung Đông có chiến tranh thì Nguyên sẽ cập nhật liền cho các quý vị. Vì tình trạng của Trung Đông nó cực kỳ quan trọng. Vì cái cuộc chiến Trung Đông mà nó bùng phát thì nó dẫn đến cái lạm phát không tránh khỏi. Cái đợt trước thôi, nó chưa đánh chiến tranh, nó mới đe dọa thôi, là cổ phiếu cả toàn cầu nó đỏ lơm. Nó mới đe dọa thôi là cả tỏ phiếu cả toàn cầu nó đe lơm hết. Từ Thượng Hải, Nhật Bản, New York, London gì nó đỏ lơm hết. Mới đe dọa thôi, nó đã đỏ lơm rồi, huống chi mà nó chiến tranh thực tế. Và bây giờ, Trung Nguyên chuyển sang qua bản tin Á Châu chúng ta. Gần đây nhất Á Châu chúng ta thì cái bản tin được nhiều người chú ý nhất đó là cuộc xung đột giữa Philippines và Trung Quốc ở trên những cái bờ biển tranh chấp. Thì hiện bây giờ Phi và Trung Quốc vô cùng căng thẳng trên bờ biển. Phi và Trung Quốc chẳng có ai nhượng bộ cho ai. Phi nhỏ nhưng lại có võ. Gần đây nhất thì là Phi đã cáo buộc Trung Quốc và Trung Quốc cũng cáo buộc Phi tương tự là cố tình đâm vào tàu tuần tra của hai bên. Hiện bây giờ hai bên chơi cái chiêu trò là gặp nhau là đụng thẳng luôn. Bây giờ là chơi là đụng thẳng luôn. Gặp nhau mà trên biển là cứ lao thẳng luôn. Cứ lao thẳng vào nhau. Nha, yeah, cứ lao thẳng vào nhau. Thì vừa qua Phi đã chiếu lên một cái đoạn video và cáo buộc là tàu của Trung Quốc đã có những hành vi đâm thẳng vào tàu Phi. Và Trung Quốc cũng lại chiếu một đoạn video để cáo buộc là tàu Phi cũng đâm thẳng vào tàu Trung Quốc. Ok, tình trạng khá là căng thẳng trong những cái vùng biển tranh chấp và những nơi tuần tra. Tàu tuần tra viên của Phi và tàu tuần tra của Trung Quốc đã có cuộc xung đột trực tiếp. Tuy rằng họ không bắn bằng vũ khí nóng, nhưng mà họ tàu đụng với tàu. Tàu đụng với tàu. Thì cái điều này nó cũng là một cái điều khá là lý thú các quý vị nha. Cỡ này Phi... Phi là cái nền kinh tế họ không có mạnh, nhưng mà họ không, với cái chánh quyền của ông Maduro Jr. này đó, ổng không có ngán Trung Quốc, ổng không có ngán Trung Quốc các quý vị, ổng hoàn toàn không có e ngại Trung Quốc. Cái bước đi của chánh phủ Phi đó, với cái lập trường biển cả đó, đợt này đó họ mãnh liệt hơn so với cái đời trước là ông Duterte đó, cựu tổng thống Duterte đó, thì ông Duterte thì ổng không dám đụng, ông không đấm động Trung Quốc. Nhưng ông này thì ông không có e ngại. Cái điều này là cái điều mỗi ông tổng thống đều có cái lập trường khác nhau. Chỉ có mấy ông Việt Nam của mình thì ông nào cũng giống nhau. Yeah. Nguyên thấy mấy ông Việt Nam mình phần lớn là ông nào cũng giống nhau á. Nhưng Phi là ông tổng thống trước, với ông tổng thống sau này thì cái lập trường về ngoại giao, tranh chấp biển cả nó có sự khác biệt lớn. Và bây giờ bản tin kế tiếp để Trung Nguyên cập nhật cho các quý vị, bản tin này để cho các quý vị biết là những cái quốc gia tự do đó, con người gì nó cũng có, vì đó là cái điều tuyệt vời của nó. Còn theo cái quan điểm ai nhìn thì tùy mọi người, nhưng mà chúng ta cái sự tự do nó là đa dạng. Các quý vị biết là hiện bây giờ là Nam Hàn với Mỹ đang tập trận, chuẩn bị tập trận với một cái quy mô, hay là đang tập trận với cái quy mô cực kỳ là lớn chưa bao giờ có. Cái lý do mà Nam Hàn và Mỹ đang tập trận với một cái quy mô cực kỳ là lớn như vậy đó là bởi vì cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay nó bất ổn. Đặc biệt là cái sự khiêu khích của Bắc Hàn nó thường xuyên. Bắc Hàn nó không ngần ngại gửi một hàng nguyên cơ là hàng triệu tấn phân ghét ở trên Nam Hàn. Rồi Bắc Hàn còn có những hành động khiêu khích ở gần biên giới. Và đặc biệt là những cái sự thí nghiệm hỏa tiễn của Bắc Hàn thường xuyên xảy ra. Nên là vấn đề mà giữa tập trận Nam Hàn và Mỹ là cần thiết để ổn định trật tự ở khu vực. Nhưng tất nhiên là không phải là người Nam Hàn nào cũng đồng ý cái điều đó. Một số lượng người dân Nam Hàn đã biểu tình và đã phản bác cái cuộc tập trận giữa Mỹ và của Nam Hàn. Những người này là những người nào? Là những người này là trong những cái hội mà kêu là gì? Hội dân sự đoàn kết, hòa bình, thống nhất. Thì đây là những cái nhóm chính trị tổ chức mà họ không có hướng về vấn đề xung đột bằng vũ lực, mà họ muốn hướng về cái vấn đề giải quyết ổn thỏa bằng đàm phán. Thì các quý vị cũng biết là trên thế giới này á, con người chúng ta đó nó đa dạng người, không ai giống ai cả. Ông bà mà nó có câu mà cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Vì tánh tình của chúng ta không giống nhau,
bản chất con người chúng ta nó đều khác biệt, và cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng khác biệt. Cái quan điểm chính trị nó tác động đến nhiều vấn đề khác nhau, nó ảnh hưởng đến cái nơi chúng ta sinh sống, cái môi trường giáo dục của chúng ta, và cái khả năng hiểu biết của chúng ta, và với cái tiếp cận hiểu biết đa dạng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quan điểm chính trị của mình. Nếu một người từ nhỏ ở trong một cái bối cảnh chính trị mà người ta dạy chỉ có một chiều, thì họ lớn lên họ chỉ có nói một chiều thôi, vì cái điều đó là cái điều mà họ biết duy nhất. Còn cái gì biết hơn nữa mà nói, vì người ta dạy cái gì thì tôi biết cái đó. Nên tại sao Nguyên nói cái quan điểm chính trị nó quan vô cùng phức tạp, nó phải ảnh hưởng đến nhiều vấn đề và yếu tố, chứ nó không phải là một yếu tố duy nhất. Đặc biệt là những quốc gia tự do dân chủ là cái quốc gia người ta đa dạng quá và có thể lựa chọn cái đường chính trị của mình yêu thích. Người thì thích đảng xanh, người thì thích đảng dân chủ, người thì thích đảng cộng hòa, đảng nào ai cũng lập cũng được hết. Anh muốn lập ra đảng chính trị, anh chỉ cần ghi danh, anh chỉ có đủ người, đủ số lượng, anh nộp hồ sơ thì anh trở thành chủ tịch một cái đảng đó. Và mỗi cái suy nghĩ, cái quan điểm chính trị nó là trái chiều. Khi lúc đó Nam Hàn và Mỹ đang tập trận, đang đem lại cái trật tự hòa bình ở khu vực thì cũng bị người khác phản đối. Các quý vị cũng biết là khi các quý vị mạnh thì người ta mới không quýnh mình. Vì quýnh lộn gặp Nguyên đi. Nhưng quýnh lộn thì Nguyên cũng lựa cái thằng nào nó yếu yếu. Mình nhìn bề ngoài nó, ai thằng này nó yếu hơn tao nè, luộc thằng này được. Chứ không lẽ mà Nguyên chọn thằng đó nó 2 mét, nó nặng 200 kg, yeah, nó tập tạ, nó là bức sinh chuyên nghiệp, quýnh sao lợi nó. Đó, thì cuộc đời ai cũng vậy hết. Khi chúng ta mạnh về khí tài quân sự, chúng ta mạnh về kinh tế, chúng ta mạnh về hạ tầng, thì không ai quýnh chúng ta hết chứ. Vì không ai lựa người mạnh mà quýnh hết á. Nên là muốn có hòa bình, chúng ta phải mạnh về khí tài quân sự, mạnh đến kinh tế. Mà cái điều đó nó phô trương bằng cách gì? Nó phô trương bằng những sự tập trận, bằng những sự chuyên nghiệp, bằng những khí tài quân sự phô trương sức mạnh cho kẻ địch thấy. Không tập trận thì làm sao người ta biết? Không tập tạ mà không mặc áo sát sát bó người vô. Thấy mấy anh mà tập tạ không? Ông nào cũng mặc áo sát bó người để khoe những cái bắp thịt của mình, người ta mới thấy. Chứ bây giờ bự con mà mặc áo rộng, có ai thấy bắp thịt gì đâu. Thì trong vấn đề chiến sự thì người ta phải phô trương sức mạnh khí tài quân sự ra bên ngoài để răn đe kẻ địch rằng nếu các anh đụng đến tôi thì hậu quả các anh đã thấy. Tất nhiên là những cái hành động đó nó cũng sẽ không hài lòng hết cho mọi người. Nó không hài lòng hết cho mọi người. Nên một số lượng ít của người dân Nam Hàn, trong Nguyên nói một số lượng ít, khoảng tầm 100 người gì đó, xuống đường biểu tình về phản bác về cái vấn đề Mỹ và Nam Hàn tập trận.